mừng quý vị đã trở lại với kênh á. Hôm nay cũng ghi hình chỗ ngã từ Nguyễn Văn Cừ với Võ Văn Kiệt quý vị. Sáng nay mưa khá nhiều ha, xe chết máy nè.
là cầu Cạch Ngõng thôi gì. Lúc luôn hả gì ơi, giảm hết mình luôn rồi. Quá trời ơi.